Động thái cực căng của vợ chùm siêu xe khẳng định sống chất sau khi phản công khanh bị khởi tố bắt giảm PKT. Các bạn thân mến, từ một dân buôn siêu xe có tiếng, Phan công khanh sang Campuchia đánh bạc dẫn đến vợ nợ. Người này sau đó lừa lấy nhiều chiếc siêu xe để đem cầm cố hoặc bán đứt. Cuối cùng, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam phản công khanh 4 tháng để điều tra. Sau vài ngày, vợ chùm siêu xe Lê Loan đã không nhiều lời, cô khẳng định sống chất trên mạng xã hội. Câu lục trước thông tin về việc Phan Công Khanh, một tay chơi siêu xe nổi tiếng tại Sài Gòn sinh năm 1994, trú tại phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã bị lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ trong tình trạng khẩn cấp với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận. Một trong những điểm quan trọng không kém là tình hình của vợ và con của Phan Công Khanh sau khi đại gia này bị bắt, đó là Lê Loan vợ của Phan Công Khanh sau khi chồng bị bắt thì gần như cô đã biến mất khỏi mạng xã hội. Cô đã tạm thời khóa chức năng bình luận trên trang cá nhân của mình. Tuy nhiên, ngày 18 tháng 8 bất ngờ, tài khoản Lê Loan đã hoạt động trở lại. Cô đăng hình ảnh đại diện mới chỉ bằng một câu trạng thái đơn giản nhưng sâu cay. Những gì bạn cho đi một cách chân thành thì sẽ mãi là của bạn. Lê Loan, vợ chùm siêu xe Phan Công Khanh không còn khiến dân mạng đau xót hay thương hại. Cô đăng tải một ảnh đại diện cực huyền bí và mạnh mẽ. Cùng với đó, ngày 12 tháng 10 năm 2020, Lê Loan vẫn để trạng thái đã kết hôn như tuyên bố sẽ cùng Phan Công Khanh vượt qua mọi khó khăn và dám đối mặt với sự thật. Không cần nhiều lời, điều này đủ chứng minh tình yêu và sự trung thủy của Lê Loan với người chồng đang bị bắt tạm giữ vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lấy chồng là Phan Công Khanh kém 3 tuổi, Lê Loan hiện là mẹ của một con gái. Dù đã là mẹ một con nhưng Lê Loan vẫn cực kỳ thu hút với vẻ ngoài xinh đẹp. Và trên trang Facebook hơn 211.000 người theo dõi, Instagram có 42.000 người. Năm nay 35 tuổi, vợ Phan Công Khanh vẫn giữ được thân hình nóng bỏng khi thường xuyên chạy bộ. Nhờ gương mặt khả ái, chồng là người có ảnh hưởng trong giới siêu xe đúng đam mê của cô nàng từ nhỏ nên Lê Loan thường xuyên chung khung hình với các dạo hạng A của Vbiz. Trước đó Lê Loan thường xuyên đăng tải những hình ảnh về cuộc sống giàu sang xa hoa của mình trên trang cá nhân. Mỗi bức ảnh mà cô đăng tải đều khiến nhiều người hâm mộ trầm trồ. Hơn nữa Lê Loan thường viết những lời ngọt ngào gửi đến chồng và con gái nhỏ của mình. Điều này càng khiến nhiều người ngưỡng mộ nàng hot girl khi cô vừa mới có cuộc sống giàu có vừa hạnh phúc bên chồng con. Ngoài việc quen biết với nhiều ngôi sao nổi tiếng, Lê Loan còn thu hút sự chú ý của dân tình bởi cuộc sống không thiếu tiền của cô. Bên cạnh siêu xe, bà xã Phan Công Khanh còn sở hữu nhiều đồng hồ đắt tiền, trang sức và hàng hiệu. Đặc biệt cô từng gây sốt cộng đồng mạng khi khoe trên mạng xã hội bức ảnh cầm tới 14 cây vàng 4 số 9, kèm theo dòng trạng thái bình yên là đây chứ đâu. Lê Loan sinh năm 1991, từng được cộng đồng mạng chú ý từ nhiều năm trước. Ricky Sài Thành nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp và sự giàu sang thường xuất hiện bên những siêu xe đắt bậc nhất Việt Nam. Cô nàng từng nổi tiếng với cách chọn siêu xe theo các màu trang phục mặc hàng ngày. Bà xã của Phan Công Khanh đã có nhiều lần tham gia so kè vẻ đẹp với nhiều người nổi tiếng, từ ảnh chụp bình thường đến ảnh đã qua chỉnh sửa. Và điều này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người nhận xét rằng bất kể đã là một người mẹ, Lê Loan vẫn giữ được vẻ đẹp quyến rũ không thua kém bất kỳ người đẹp nào. Lê Loan là một trong những người sở hữu khối tài sản khổng lồ, vì vậy cô luôn diện những bộ trang phục hàng hiệu khi xuất hiện ở bất kỳ sự kiện nào. Có mối quan hệ thân thiết với Jessie Lương, cô gái được mệnh danh là nữ thần về nhan sắc, Lê Loan vẫn tỏ ra rất tự tin khi xuất hiện cùng cô. Bà xã của Phan Công Khanh chẳng hề lép vế trước vẻ đẹp của Jessie Lương. Sinh ra đỡ ở Vạch Đích, lại có tình yêu tốc độ ngay từ nhỏ, Lê Loan dư tiền và dư nhan sắc. Người đẹp hiện tại còn là mẫu siêu xe cây nhà lá vườn, độ hot của mẹ một con chẳng kém bất cứ mỹ nhân nào. Ba mẹ sở hữu trang Facebook hơn 211.000 người theo dõi, Instagram gần 42.000 người bấm follow. Bước qua tuổi 32 và Lê Loan vẫn gây được ấn tượng với gương mặt xinh xắn baby, body mãn nhãn, bất kỳ khoảnh khắc trưng diện nào của cựu hot girl Sài Thành cũng nhận về hàng nghìn lượt thả tim. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh xắn như búp bê cùng làn da trắng sứ, Lê Loan còn giữ được cho mình một body rất gì và này nọ. Dù đã ở ngưỡng mặn mà nhưng bà xã đại gia Bến Tre vẫn tự tin diện bikini khoe dáng thon gọn cùng vòng hai không một vết dạng, khiến cho hội chị em nào cũng không khỏi ngưỡng mộ. Lê Loan từng khoe những hình ảnh cô xuất hiện cùng những chiếc xe như McLaren 720 Spider, McLaren 650 Spider, Lamborghini Urus, Lamborghini Huracan, LP610, Aston Martin DB11 hay siêu xe Lamborghini Aventador SVJ. Trong mọi khung hình, người phụ nữ hai con này trông thật sang trọng và quý phái. Ngoài ra cô cũng có mối quan hệ cùng với nhiều người nổi tiếng trong showbiz Việt như Hồ Ngọc Hà, vợ chồng Bùi Tiến Dũng, vợ chồng cường đô la Đảm Thú Trang. Phan Công Khanh không chỉ xuất hiện trên mạng xã hội với những hình ảnh sang chảnh cùng hàng hiệu và dàn siêu xe, Phan Công Khanh còn nổi tiếng là có hậu phương là vợ đẹp con ngoan. Bà xã của anh chàng là Lê Kim Loan, một hot girl có xuất thân canh vàng lá ngọc tại Sài Gòn. Làn sóng chỉ trích quay xe ném đá đến Phan Công Khanh cũng đã bắt đầu nổ ra. Nhiều người tỏ thái độ sốc, thất vọng tràn trề với những gì mà ông chùm siêu xe gây ra dẫn đến hậu quả đau lòng. Đến nay anh cũng đã chính thức bị bắt giữ. Đây là một vết nhơ lớn trong cả cuộc đời của Phan Công Khanh. Không chỉ anh mà những người thân cũng không thể giấu được những sự buồn bã. Cụ thể tối ngày 26 tháng 7, người dùng mạng xã hội đã vô cùng xôn xao trước bài đăng của bà xã Phan Công Khanh, hot girl Lê Loan, thể hiện sự nhớ chồng và đau đớn khi nhìn cảnh chồng trong tù vướng vào vòng lao lý. Lê Loan đã có dòng trạng thái: Thề là em chưa bao giờ khóc từ 22 giờ đến 4 giờ sáng mà 5 giờ rồi vẫn không ngủ được. Lâu rồi em không kiệt sức như vậy, khóc mà lại cảm thấy kiệt sức vì nhớ anh. Kèm theo đó, Lê Loan cũng đăng tải thêm những hình ảnh của cô cùng ông xã xót xa nhìn hình để vơi đi nỗi nhớ chồng. Hành động thể hiện sự nhớ thương đến Phan Công Khanh mới đây cũng được nhiều người thấu hiểu. Bên cạnh đó là mong cô sớm vượt qua được nỗi buồn, tập trung hơn vào cuộc sống cá nhân. Cư dân mạng cũng cho rằng việc Phan Công Khanh bị khởi tố cũng bởi chính anh là người đã gây ra những hành vi lừa đảo, chấp nhận hình phạt của pháp luật là điều chắc chắn phải thực hiện. Chỉ vì thế dân tình ngoài việc an ủi Lê Loan thì cũng khuyên cô nên chấp nhận sự thật, thay vì đau đớn khóc lóc thì hãy tập cách cuộc sống thiếu chồng trong thời gian tới, chăm sóc và nuôi dưỡng con cái một cách tốt hơn. Lê Loan quan hệ gì với Jessie Lương? Theo tìm hiểu Lê Kim Loan thông qua mạng xã hội đã quen biết với Jessie Lương cô hot girl cùng tuổi người Mỹ gốc Việt. Sau đó nhờ niềm đam mê siêu xe tốc độ, hai người này càng trở nên thân thiết với nhau và thường xuyên chụp ảnh bên những chiếc siêu xe Đinh đám hàng triệu đô la. Chơi thân một khoảng thời gian, nhưng trước khi Phan Công Khanh bị bắt, người ta không còn thấy Lê Loan và Jesse Lương đăng tải hình ảnh cùng nhau bên siêu xe nữa. Điều này dấy lên thông tin của ẩn khúc giữa hai người và liên quan trực tiếp đến chùm siêu xe Phan Công Khanh. Được biết trước đó, Jesse Lương từng sở hữu Lamborghini Aventador độ LP7204 50 độ Anniversary, độc nhất Việt Nam, mua của chồng Lê Loan là Phan Công Khanh, siêu bò nước Ý có giá khoảng trên 20 tỷ đồng ở Việt Nam. Ngoài ra, Jesse Lương còn sở hữu McLaren 650S Spider giá khoảng 10 tỷ đồng ở thời điểm hiện tại. Chiếc siêu xe này được Jesse Lương thường xuyên sử dụng để tham gia một nhóm siêu xe, vượt với những người cùng đam mê đi phán thiết cũng như một số địa danh khác, trước khi bán lại cho một showroom xe ở Sài Gòn. Được biết, Jesse Lương, tên thật là Lương Ngọc Huỳnh Hương, sinh năm 1991, là người Mỹ gốc Việt, hoặc gần 9X hiện là doanh nhân kinh doanh siêu xe, bất động sản và chứng khoán, với giá trị khối tài sản ước tính hàng trăm tỷ đồng. Những ngày qua, ông trùm siêu xe Phan Công Khanh đã bị cơ quan chức năng bắt giữ vì đơn tố cáo của một người dân khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng. Mọi thông tin trong bài viết đều được xác thực rõ ràng trước khi đăng tải, tuy nhiên đôi lúc vẫn không tránh khỏi những sai sót đáng tiếc các bạn hãy để lại bình luận xuống phía dưới bài viết để đội ngũ biên tập được lắng nghe ý kiến và quan điểm của các bạn cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ấn đăng ký và like để xem tin nóng mỗi ngày